Chào bạn, tôi là Nguyễn Xuân Nam, chuyên gia marketing spa hàng đầu Việt Nam đây. Hello, xin chào các bạn. Nam đang ở khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ. Và căn phòng ngủ của Nam thì nó rất là đẹp. Một mình thôi nhưng mà một cái giường cực kỳ là rộng rãi. Đấy, chúng ta có thể nhìn tất cả nội thất rồi là bàn ghế. Đấy, view nhìn ra thành phố. Bàn ghế rất là đẹp. Nói chung đây là một không gian cực kỳ tuyệt vời. Ở đây có nhiều người mà họ có điều kiện. Những người ở đây thì thường là họ có điều kiện. Và khi mình tới một cái môi trường mà có nhiều người có điều kiện, có nhiều người có tiền, nhiều người giàu, thì cái suy nghĩ của mình đầu tiên là mình cũng sẽ được cảm giác là sung sướng hơn rất là nhiều. Cái chỗ hai nữa là mình cũng được học tập, đúng không? Mình cũng được học tập họ. Nếu mà có một cái ý tưởng nào đó hay ho thì nó cũng sẽ xuất phát từ những cái môi trường như vậy. Đấy, cho nên rằng là nếu mà mình muốn giàu, nó mình muốn tương lai của mình giàu có, thì hãy một lần cho mình được đến cái môi trường mà ở đó nó có chứa sự giàu có, đúng không ạ? 99% nó là sự giàu có, thì mình chưa phải người giàu, lúc mình là 1% còn lại. Mình đến cái môi trường đó thì mình sẽ được nhìn thấy những người giàu, mình sẽ biết được người giàu nghĩ gì, người giàu họ làm gì, đúng không ạ? Người giàu vì sao mà họ lại giàu, và mình biết được những điều đó. Mình học tập và mình làm theo, rồi đến một cái ngày mình cũng sẽ trở thành những cái người như vậy. Đấy, cho nên là mình càng ở trong cái môi trường của những người giàu, mình càng ở trong môi trường của những người có nhiều tiền, nhiều điều kiện về tài chính, thì mình cũng sẽ một ngày nào đó mình hành động và mình cũng sẽ trở thành như họ. Nếu cái hành động của mình là kiên trì và đó là một hành động đúng, giống như những cái người giàu khác mà họ đang làm. Rồi, video ngày hôm nay là để chia sẻ với chúng ta rằng là muốn trở lên giàu có thì trước tiên, đúng không? Mình muốn thay đổi bản thân, mình muốn trở lên giàu có thì trước tiên hãy cho bản thân mình được hòa vào cái môi trường của sự giàu có. Hãy coi sự giàu có là bạn của mình, và đi đâu mình cũng vào cái những cái môi trường mà có cái sự giàu có đó. Nơi ăn chốn ở của chúng ta, đúng không? Rồi xung quanh chúng ta, nơi nào có chứa đựng sự giàu có, sự sang trọng thì các bạn hãy vào đó. Mặc dù mình có điều kiện tài chính hoặc không, nhưng hãy thử vào đó cho nó biết các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.